Quý vị coi ở thế gian này người ta thích nhất là gì? Vàng. Đúng không? Ngày xưa những đứa có bà chị, nhà cũng nghèo, chỉ đi có chồng, bên chồng cho được có 1 chỉ vàng, mà một chiếc nhẫn 5 phân với 1 đôi bông 5 phân 1 chỉ. Mà bà đeo gì bà mừng, bà phé đầu này phé đầu kia, được có 1 chỉ vàng. Mà đi làm vợ người ta phải đẻ 3 đứa con vì bị chồng đánh chồng chữ, đúng 1 chỉ vàng. Ghê không? Đi vàng quý cỡ nào chứ. Rồi thêm nữa, người ta có vàng là người ta thích khoe, khoe xong người ta phải giấu để sợ người ta giật, đúng không? Vàng là một thứ quý, vàng không bị biến dạng. Có nghĩa là dù có hơi cũ cũ, mình chỉ cần đánh bóng nhẹ là cái bóng ngờ, chứ nó không bị hoại, đúng không? Rồi dùng lửa đốt, nó mới nói là dùng lửa thử vàng. Lửa có đốt vàng vẫn là vàng. Nên vàng là thứ kiên cố. Nên thăng, người ở thế giới cực lạc sắc vàng rồng, ý nói thăng này không già, không bệnh, không chết, kiên cố. Hiểu chưa? Nếu như quý vị bây giờ chúng ta tự nhiên đang niệm Phật gì, bây giờ biến cái tướng thành vàng, chắc người ta chạy luôn. Ý nói vàng là sự kiên cố, dù dùng lửa ngũ dục lục trần muốn điểm hóa tư tưởng cái tâm mình là người tu hành đã phát tâm tu cầu sanh cực lạc, thì nó phải kiên cố như vàng, dù lửa của ngũ dục lục trần có thiêu đốt khảo đạo thử thách, nhưng mình vẫn kiên cố cái tâm giữ được bản thể như vàng. Thấy không? Nó từ thân lẫn tâm. Nên người ở thế giới cực lạc tâm không bị thối chuyển, và thân không bị già bệnh và chết. Nên vì cực lạc là thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng rồng. Hay ha. Thì thấy không? Thế giới cực lạc muốn gì là mình phải biết được cực lạc cụ thắng như sao. Nguyện có 32 tướng tốt. Bây giờ chúng ta nói 32 tướng tốt, cái thật sự chúng ta không biết một cái tướng nào trong 32 tướng tốt đó. Nhưng nói tóm lại là 32 tướng tốt này là tướng quá tốt. Tướng này không có dính dáng người nữ, không có BD, chắc chắn luôn. Vì nó là trượng phu, từ tâm tính cho đến hình tướng là toàn là trượng phu. Nên ở thế giới cực lạc không có nữ. Nghe chưa? Nó gọi là tướng rất tốt, rất đặc biệt. Có nghĩa là đi độ sanh chỉ nhìn tướng này thôi là đã thích rồi. Nên Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt. Khi về lại hoàng cung, tôn giả A Nan cũng rất đẹp, nhưng tôn giả A Nan không thể nào so sánh cùng với Phật. Nên tôn giả A Nan rất ngưỡng mộ sắc diện của Phật, mà tôn giả A Nan đi tu. Nên cái tướng của Phật dễ độ sanh. Có 32 tướng tốt, đúng không? 80 vẻ đẹp. Mà quý vị đi về cực lạc, quý vị sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dù ở đây bệnh hoạn èo ọt, khó nuôi, si cầu que, lé, lùng, hô, súng, xấu cỡ nào, nhưng chỉ cần tính nguyện niệm Phật về cực lạc thì Đức Phật nói rằng là sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ồ, tuyệt vời. Bây giờ nghe mê quá, viền chiến đi rồi biết. Thấy không? Về quyết định đời này viền nghe. Viền chiến đi rồi biết. Thử coi sao. Các vị nhớ rằng là Phật là có một cái tướng là lưỡi rộng dài, lời nói chân thật ngữ. Nên Phật nói là yên tâm đi, chắc chắn, khỏi cần nghi. Rồi câu thứ ba là nguyện thân không sai biệt. Các vị thấy ở cái cõi này vì sao mà đấu đá không? Vì sao khinh thường nhau không? Vì đẹp xấu không đồng, lùng cao không đồng, mặt ốm không đồng. Bây giờ mình ngồi đây mình nhìn xuống đi. Bây giờ nữ cũng là nữ, nhưng mà nữ khác nhau. Tuy là mắt, mũi, miệng là nó là cái bản thể là như vậy. Rồi thân thể nó đều là giống hệt, nhưng mà mập, ốm, tròn, méo. Nó khác nhau hoàn toàn. Quý vị coi. Bây giờ quý vị thử hai người nữ đi vô nhà vệ sinh. Quý vị trở thành không có đồ đạc. Rồi quý vị sẽ nhìn, quý vị sẽ thấy hoàn toàn quý vị tuy là nó giống gì nữ, nhưng mà tướng không đồng. Tướng chưa? Không có đồng. Thấy chưa?
Cặp mắt là cặp mắt, nhưng không có một cặp mắt nào hoàn toàn cùng với con mắt đó mà giống hệt hoàn toàn. Kích thước bằng, cặp mắt giống hệt, không có một chút gì sai hết. Tuy là cặp mắt nhưng chúng ta ở cõi đời này hoàn toàn không có cặp mắt nào mà có thể bằng phẳng với cặp mắt nào hết. Không có giống hết hoàn toàn. Nó là con mắt. Nhưng mà do cái nghiệp duyên chiêu cảm đến để có con mắt, nên con mắt này nghiệp duyên có khác, nên con mắt có khác. Nó rõ ràng mình sanh đến đây quý vị thấy rõ ràng là có người lùn người cao mà, là do cái phước duyên khác nhau nên tướng khác đó. Còn người về cực lạc là thân không sai biệt, là người đi về cực lạc toàn là người niệm Phật để phát nguyện sanh cực lạc. Khi họ đã phát nguyện sanh cực lạc rồi thì tức khắc là họ nương vào cái nguyện đó mà gì. Mà nương vào cái nguyện thì cái công đức của họ giống hệt nhau hết. Tại họ nương vào cái nguyện, họ nương vào cái nguyện nên hoàn toàn cái công đức khi quý vị được về cực lạc là bằng y gan Phật A Di Đà luôn. Nên cái hình tướng của mình và cùng A Di Đà Phật không có khác, giống hệt với nhau. Và bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc giống hệt, thánh chúng ở thế giới cực lạc giống hệt, người dân ở cực lạc giống hệt, hoàn toàn họ giống với nhau hết. Cùng là người nam, không có một người nào là người nữ cả. Người nam hết hoàn toàn mà giống hệt luôn. Tâm tính của họ đều thiện hết. Tại vì từ cái nguyện Di Đà mà tiếp dẫn gì, nên họ về đó là họ giống hệt. Từ tâm tính thì họ thiện hết trơn. Quý vị thấy như vậy thì làm gì còn đúng giảm. Nên về cực lạc là tiêu nghiệp. Tại sao về cực lạc tiêu nghiệp? Vì cái nhân tố đụng chạm không có. Con người ai cũng vừa thiện là thiện hết trơn. Nghĩ thiện không à, nghĩ độ sanh là độ sanh không à. Còn hình tướng giống hệt nhau. Còn vàng thì lót ngoài đường cho mình đi. Còn nhà cửa thì thôi, tuyệt vời quá. Không có bản hiệu, không có sự mà tranh cạnh gì kinh doanh. Rồi không có cái chuyện mà chia của cải cho con cái. Thì ở cực lạc nó không có con cái. Mà cực lạc là chúng ta toàn là bậc thượng thiện, sanh mười phương pháp giới gì, gì đó là đều là sẽ thành Phật. Nên không có con cái. Ở cái cõi này là có con cái nên có sự chia của. Mà có chia của thì nó nói nhiều ít, công bằng không công bằng, đúng không? Mà tại sao cái cõi này nó không công bằng? Vì cái cõi này là cái cõi phước duyên khác nhau, sao công bằng? Là bạn tu nhiều tu ít, có tu không tu, nó về đây là ít nhiều. Nên cái phước đó nó theo cái sở tu mình mà có được cái sở hưởng. Vậy thì nó không công bằng. Mà ở cõi này mà muốn công bằng thì tạm bậy, không có đúng. Tại vì nó không có công bằng. Giống như cái cõi này quý vị ngồi nghe pháp gì nữa, quý vị đừng có đòi nó công bằng. Ai được ngồi ở đâu là duyên của người đó đó, chứ công bằng gì. Sao công bằng? Bạn thích ngồi ở đâu bạn ngồi ở đó à. Bây giờ bạn thích leo lên cái bàn này ngồi cũng được nữa. Tại vì cái chuyện đó là do bạn quá thích rồi, phải chịu đi chứ sao bây giờ. Nó tại vì cái duyên của họ. Tại sao người nào cũng không chịu leo lên bàn ngồi mà họ lại muốn leo lên bàn ngồi? Cái đây cũng là văn, không phải tầm thường. Hiểu chưa? Đó nên từ nơi đó mà ở cõi này đừng có đòi hai chữ công bằng. Đừng có đòi cái công bằng về hình thức, mà nó công bằng về phước duyên. Phước duyên mình sao hưởng vậy? Nên con cái trong nhà có gì nên nghe câu này. Phước duyên mình sao thì cha mẹ cho mình vậy à. Tại sao cha mẹ vừa nhìn mình cái cho mình miếng đất ở cái hẻm, vừa nhìn thằng kia cái cho miếng đất mặt tiền. Rồi cha mẹ vừa nhìn nhỏ này cái đòi cưới cho mình, vừa nhịn nhỏ kia rồi cưới cái thằng nọ. Là tại vì sao? Duyên nợ của mình nó sắp đặt sẵn rồi. Nên vừa nhịn nhỏ kia là thấy mình, mà vừa nhịn nhỏ này là thấy thằng kia. Nó nhìn người đó thấy người đó. Giống như vừa nhìn mình thấy bộ đồ màu xanh là cho mình bộ đồ màu xanh. Vừa thấy mình cái thấy bộ đồ màu vàng cho mình màu vàng. Là vì duyên của mình với xanh, duyên của mình với vàng. Phước của mình thích xanh, phước của mình thích vàng. Chiêu cảm y rang. Hay nè, nó hay nè. Thấy chưa? Bởi vì khi món đồ gì người ta cho mình đừng có nhúng về. Cái này là cái mình đã chọn nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chiêu cảm đến lúc mà quả báo đến mà mình đi nhúng về gì. Mình nói sao mà cho màu gì đâu, không thích chút nào. Không phải. Người ta cho người ta có biết mình thích không thích đâu. Nhưng mà là do duyên của mình nên người ta đưa. Khi vừa đưa một cái là mình A-di-đà-phật. Quá hay rồi đúng không? À, được cho thấy mừng rồi. Thấy được rồi đó. Thấy không? Nó thông cái tâm phải chưa? Nên ở cõi này á. Thấy chưa? Ở cõi này đừng có đòi công bằng nghe chưa?
Nó đừng có đòi công bằng. Có những người mình á, ở cái cõi này mình làm muốn chết luôn chứ, mà không có hết chứ. Có khi người không làm hết chứ, mà nhào vô nó hưởng. Ví dụ như ở cõi này vì thấy có những người làm anh làm em vậy làm, mà gọi là mặt mày sạm da, lột da mặt, đen đuốc, tóc tai bèo nhèo, mặt mày té tú. Vậy đó mà tự nhiên ở đâu ai nhào vô hưởng của hết trơn. Hưởng của hết trơn vậy đó. Còn cái thằng làm cực kia không có được gì. Có không vậy? Có hả? À? Rồi hoặc là anh làm cực còn hơn gì mà cha mẹ để của cho em. Em làm cực còn hơn gì nữa mà cha mẹ để của cho anh. Mình nói sao mà không công bằng? Công bằng. Vì cái phước duyên này là của người ta tu rồi, nên cái của này là của người ta. Mà mình cũng đã từng lấy cái của người ta đời rồi, nên bây giờ mình làm cực quá trời, mình tạo ra cái của này. Nhưng mà bây giờ của này vô tay người ta mà nói không công bằng, không phải đâu công bằng đó. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã chiếm hữu của người ta rồi, nên đời này của mình làm ra phải để cho người ta dùng. Cái nhân quả này quý vị nghe mà để ý cho kỹ nghe. Con cái mà đi đến đây mà nghe được, không có sau này không có đi tranh giành của cải với anh chị em, đi ra tòa kiện cáo đâu, không có đâu. Còn vợ chồng sống với nhau chia tay, của nhiều của ít là do phước duyên của họ hết. Chứ đừng có bao giờ nói rằng của chồng công vợ, tóm tắt ai cũng có công. Nhưng mà tính vào cái phước duyên ai cũng có của, nhiều hay ít là tùy theo cái phần số của mỗi người. Nên những đức từng nói rằng có phước thì có phần, không cần thì cũng có. Hiểu không? Nên á, người xưa á, người ta thông hiểu lắm, nên người ta hoàn toàn người ta cái sống tốt, sống vui, sống tốt, sống vui. Khi phần số đến tự người ta có. Còn cái người mà không hiểu đạo á, thì đi câu có, đi tranh giành, đi giật dọc. Nhưng mà số phần có mà đi giật, cuối cùng hưởng không được bao lâu mất sạch. Còn cái người mà ta hiểu rồi, người ta sẽ sống tốt, sống an lạc. Vì người ta không có phần này, người ta có phần khác. Phần khác nó còn lớn hơn phần này nữa. Vì cái phần người ta đã có, bị người khác giật, giật người ta vẫn bình thản, thì cái phước tăng lên. Mà phước tăng lên thì cái phần chỗ khác của người ta nó còn thù thắng hơn phần này nữa. Hiểu không? Giống như ngài Hư Văn á, khi mà ngài vừa phát triển ngôi chùa lên chút, cái tự nhiên có bà bầu đến. Nhớ câu chuyện ngài Hư Văn không? Bà bầu đến thì đệ tử nói thầy ơi thầy, trời ơi, chùa chiền mới phát triển lên giảng kinh thuyết pháp, mới có một số người đến nghe cúng dường được chút đỉnh, giờ bà bầu mới đến thầy cho bà ở bà đẻ trong chùa, người ta biết được nó thối tâm nó bỏ đi chứ sao thầy? Ngài nói ông đã tu được bao nhiêu năm nay rồi? Dạ con tu 15 năm rồi. 15 năm nay ông đi tu, ông tu mà ông không hiểu đạo Phật từ bi hả? Người ta té trước mặt ông, người ta bầu bì té trước mặt ông, vậy mà ông không vớt người ta, vậy thì đạo Phật từ bi ở đâu? Đúng không? Mà cái thời đó thì ví dụ như người ta không có bệnh viện, bác sĩ. Còn bây giờ thì người ta té trước mặt mình cho xe taxi chở đi bệnh viện cho mình đem, mình dạy đem vô chùa chỉ cho đẻ trong chùa, hiểu không? Thì ngày xưa chắc là không có bệnh viện, không có bác sĩ tại chỗ, nên ngài phải đưa vô chùa để cho đẻ trong chùa, hiểu không? Khi lúc ngài giảng kinh thì ta đang nghe, cái tự nhiên nghe bà bầu bà gặn đẻ, bà khóc bà la bà đẻ quá chặt. Cái mấy người mà tín đồ đang nghe pháp nói chùa gì đâu mà đẻ la sùm này không được, thôi đi về bỏ gì hết chưa, hiểu không? Bỏ gì hết chứ, còn có một người ngồi lại, mà người đó người hại ổng á, hại Hư Văn. Ngồi lại một người thì ổng dạch kinh ra, ổng nói bắt đầu hôm nay ta sẽ giảng kinh đoạn đó gì. Cái ông ngồi dưới nói gì? Ủa bộ ngài bị bệnh tâm thần hả? Một người mà cũng giảng, một người ta cũng giảng. Những đức nói không có ai tôi cũng giảng luôn. Chứ đừng nói gì một người, tôi không có người tôi còn giảng nè, tôi giảng cho tôi nghe, hiểu không? Tôi còn mê hoặc quá nên tôi giảng cho tôi nghe, con này có người cũng được. Cuối cùng ông nói lên rằng người tu hành phải biết thiện tâm, người tu hành phải tin nhân quả. Ông giảng cho ông đó nghe, ông giảng một phát xong ông đó tỉnh ngộ, ông đó tỉnh ngộ, ông đó nói một câu nè: tôi từ khi gặp Phật pháp, tôi theo thầy tôi chưa từng biết cái gì là nhân quả,
thầy tôi cũng không dạy tôi cái gì. Mấy cái ông mà đi hại là cũng người tu, nói là không biết một cái gì hết. Bây giờ tôi nghe thầy, tôi gặp thầy, tôi mới thấy thầy là người có đạo tâm. Thấy không? Nên quý vị biết rằng là khi mà xong hết dân rồi, đẻ đứa con xong, cái người đàn bà mà hại đã bỏ đi, để đứa con lại cho ngày hư vắng. Lúc đó bé nó không có sữa bú gì, khóc. Coi đoạn nó xúc động ghê. Ngày hư vắng, ngày bồng đứa bé, ngày đi xin sữa. Ngày đi xin, người ta lấy đất, lấy cây, người ta quýnh, người ta liện ngài, chửi ngài. Thầy chùa mà sao vậy? Lúc đó mình nhìn cái cảnh tình đó mình mới thấy đặc biệt. Ngày hư vắng về, đệ tử nói này, nói kia, nói nọ. Thì lúc đó ngày hư vắng, ngày nói gì nè? Ông đừng có bao giờ nghĩ cái trước mặt thành đạt đó là tồn tại. Ở cõi này có thịnh thì có xí, có khi nó mất đi về sau nó thịnh còn lớn hơn nữa. Thấy chưa? Mình là người tu đạo, mình là người biết đạo, hàng Phật tử phải nhớ, có những cái thành đạt, thành công của cải đến với mình đừng có cho nó là quá lớn. Nhưng có những cái buông được thì buông đại đi, nếu ai cần thiết quá. Tại vì sao? Mình tin trong mạng có phước mà, mình tin mà. Nó mắc đầu này nó có đầu kia còn lớn hơn. Nên mình sống trong cõi đời này chân thật nhiệt tình nhưng phải tùy duyên. Tùy duyên chân thật nhiệt tình nhưng phải phan duyên. Hiểu chưa? Câu này khó hiểu lắm đúng không? Chân thật nhiệt tình mà phải tùy duyên. Là đã nhiệt tình hết mình rồi mà không được thì tùy duyên. Rồi nhiệt tình hết mình rồi, nhưng mà nếu không phan duyên thì ai biết đến đạo. Nên phan duyên chút để cho người ta biết đến đạo. Nó mà đã phan duyên nhiệt tình hết mình rồi mà cũng không ai đến, vậy thì quay lại tùy duyên. Đúng không? Là niệm gì người không à, mình không có dính gì vô đó chân á, thì quý vị an lạc liền à. Cái tâm đó nó an lạc dữ lắm nghe quý vị. Mình đã làm hết mình rồi mà, tâm tư mà đã hết mình rồi đó, thì quý vị biết rằng chia sẻ Phật pháp cũng vậy. Giờ những đức đang ngồi đây chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, bản thân những đức đang biết mình đang chia sẻ Phật pháp, chứ không phải là không biết mình chia sẻ Phật pháp. Nhưng có câu mình nói Phật pháp nó lại hiện ra cái câu mà cái đó gì, nó không phải bỗng không đâu quý vị, nó hoàn toàn tính vào nhân quả. Nó tính vào nhân quả đó. Quý vị đang thuyết pháp gì tự nhiên quý vị nghĩ đến người đó là nhân quả đã đến với người đó rồi đó. Là nhiều đời nhiều kiếp người đó với mình cũng có câu đó đó, bây giờ mình trả lại câu đó cho họ đó. Chứ không phải là nếu như mình ngồi thuyết pháp mà nó không có biết cái gì chứ thì khùng mà còn gì chia sẻ Phật pháp. Nhưng mà mình đang biết rõ ràng mà nó hiện cái người đó lên là phải bắt liền. Tại vì sao? Cái tần số đó nó thành hình về nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp mà giữa mình với người đó. Hiểu chưa quý vị? Quý vị đừng có nói rằng là tại sao người ta chia sẻ Phật pháp mà người ta nói người này nói người kia nghe. Cái nhân cái quả trong cái đời lục đạo luân hồi này nó như một màn lưới, nó tỉa vậy đó. Mà lúc nào nó mà phát mạnh ra thì tần số đó nó câu thông với người đó. Nó phát ra cần người nào nó câu thông người đó. Nó, quý vị nhớ, quý vị đang ngồi nghe chia sẻ Phật pháp gì nè, là tần số chúng ta câu thông nhau đó. Nên quý vị mới ngồi nghe được đó. Những điều những đức chia sẻ đây quý vị hãy lắng động tâm đi. Những đức nói bảo đảm quý vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng trong cái cõi đời này luôn. Nhẹ nhàng lắm và an lạc lắm. Đó. Nên tại sao mà quý vị thấy những đức càng tu mà những đức càng vui dữ vậy? Nó an lạc nó mới vui, chứ không lẽ khùng. Chứ an lạc mới vui chứ. Khùng mà sao lo cho ngàn mấy trăm người chả. Khùng mà tổ chức tu kịch. Đúng không? Câu mắc cười kịch này không có văn tự trong Phật giáo. Hiểu chưa? Thấy không? Rồi tổ chức với quân âm ầm ầm người ta. Thấy chưa? Nấu khùng. Vì coi như đứa có khùng không? Hiểu không? Không mà như khùng hay khôn gì không biết, nhưng mà làm cho quý vị vui là thấy cũng được, tốt rồi. Đúng không quý vị? Thí dụ như có những người khôn mà đâu làm cho quý vị vui đâu, làm cho quý vị đau khổ không à. Nhưng mà khùng mà làm cho quý vị vui thì tôi cũng chấp nhận làm thằng khùng cho người khác vui.
Hiểu chưa? Cuộc đời mình mà khôn khùng gì, đến thế gian này là đã là không khôn rồi mà đi đến đây. Chứ nếu mà thật sự khôn thì về Cực Lạc phước cho rồi, không ai đi đến đây làm gì. Nên thật sự chúng ta đi đến đây giống như ba gọi vậy đó, nó cứ lợn cợn không biết đâu là bờ bến. Thôi giờ chúng ta nắm cái bến A Di Đà Phật cho nó chắc. Sau cái cảm giác chia sẻ Phật pháp thì hổm tới giờ nó an lạc lắm nha quý vị. Nó làm như nó thông cái tâm gì đâu á, mà quý vị nghe nó cũng cảm thấy sao nó nhẹ nhàng gì đâu á, phải không? Nó không có miễn cưỡng cho quý vị phải vui nhiều gì hết trơn á. Mà những đức rất là thoải mái với cái chuyện quý vị có vui nhiều vui ít gì. Có những khi những đức lên chia sẻ Phật pháp, những đức muốn nói sao cho quý vị cười nhiều, nhưng mà bữa đó những đức giảng xong những đức hơi mệt. Nhưng mà bây hổm tới giờ những đức chia sẻ Phật pháp thì những đức không có quan niệm đó nữa. Tại vì sao? Vì ở cái cõi này mà quý vị vui quá thì có những người, người ta nghe những đức cái nghiệp duyên người ta không thích, thì nói làm gì mà giảng cái gì đâu mà vui dữ, nó trợn người ta cũng không chịu nữa. Nên thôi mình giảng vừa vừa thôi, đừng mình có thời gian vui lâu để người ta mình vui hết, mai mốt mình hết vui. Hiểu chưa? Đó, nên cái bến bờ A Di Đà Phật là đẹp với chúng ta lắm. Chúng ta cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc ghê khi mình có bến đậu. Mà bến đậu này yên tâm ghê. Ngày xưa người ta đi rước dâu, người ta ưa đi ghe đi thiền, nên người ta phải ghé làm sao cho đúng bến, bến của chú rể. Hiểu không? Nó, mà bến đó có khi nó cũng không chắc ăn. Tuy ghé được bến rồi mà cuộc đời có khi nó cũng khổ đau. Nhưng mà bây giờ mình đáp được cái bến này là yên tâm ghê. Cái bến A Di Đà Phật là tồn tại lắm quý vị. Mừng, rất là mừng. Mà quý vị đáp ngay cái bến A Di Đà Phật rồi, cái cuộc đời quý vị nó cũng hạnh phúc lắm. Trong tất cả các việc làm ăn của quý vị cũng điều chỉnh được hết chứ. Bởi vì thấy rằng là mỗi ngày mình chỉ cần có 3 buổi cơm, mừng khi thấy người với mình cùng vui là hạnh phúc mà. Chứ không cầu thêm gì nữa chứ á. Những đức nói đây 100% luôn, những đức không có cần nổi tiếng gì đâu quý vị ơi. Những đức cũng không có quan trọng quý vị quý trọng gì những đức đâu. Thì quý trọng ai kệ quý vị, thì miễn quý vị gặp những đức quý vị cười với những đức một câu những đức cũng mừng. Cuộc đời vậy đã quá hạnh phúc quý vị à. Con người sống trong cuộc đời này cả ngày lam lũ có mấy nụ cười đâu. Những đức sống ở trong chùa, ngày nào những đức cũng cười ít nhất cũng 20 lần, giá chót là 20 lần cười. Đừng có nói 20 lần, buổi sáng những đức ăn cơm ở chỗ nào thì chỗ đó cười cũng sẽ được 20 lần. Đừng nói chi ngày, nó thật luôn á. Hôm qua có cái anh đó, anh đến dẫn thêm mấy người nhân viên làm việc công ty của anh đến. Anh nói sao con bước vô đây con nhẹ ghê. Thầy ơi, bên hộ pháp con thấy ai cũng nhẹ nhàng cái tâm còn hơn cái gì. Mà con thấy người trong chùa này đẹp thiệt thầy. Anh nói rõ ràng đó, người trong chùa này công nhận đẹp. Mà người nào sao mà cũng vui quá thầy ơi. Con gặp người nào cũng sao thấy thoải mái quá. Hồi xin cúng dường thầy chút đỉnh. Ngộ ghê không? Nó lạ chưa? Nên những đức nói vị vui vẻ quan hỷ là vị thành đạt. Tại vì ai cũng thích người vui vẻ quan hỷ chứ á. Những đức khuyên vị đi đến đâu cũng đừng nên làm khó ai gì chứ. Hãy đi đến đâu cũng ban sự lợi ích cho người ta đi. Còn không được cũng cho người ta nụ cười đi. Chứ đừng có làm khó ai gì chứ. Thì ở đâu cũng cần phải bị đến 100% luôn. Hôm qua Nhật Đức nói chuyện với anh đó, Nhật Đức nói công ty anh nhân viên đông không? Anh nói dạ hơn 1000 người thầy. Thì lớn lắm nha. Nay con từng đi Tịnh Tông học hội 10 mấy Tịnh Tông nước ngoài. Mà từ khi nghe thầy giảng tới giờ khoảng 1 năm. Hồi đó con cứ nghĩ Phật Việt Nam không bằng Phật nước ngoài. Anh nói rõ ràng mà. Nhưng mà từ khi con nghe thầy giảng, con mới thấy Phật Việt Nam cũng tuyệt vời lắm. Con đi 10 mấy Tịnh Tông mà con mất phương hướng. Tại vì đi đến mỗi nơi là mỗi cái cách dạy, mất phương hướng. Tự nhiên bất chợt trên mạng con thấy được thầy giảng câu ai Phật niệm đến cùng, con nghe. Và khi con nghe xong là từ đó tới giờ con nghĩ đi đâu chứ. Mà khi con nghe thầy rồi con áp dụng để mà quản lý nhân viên của con, thầy biết trong khi bây giờ làm ăn đang khó khăn,
Mà con thật lòng nói với thầy là công ty con không bị sa sút. Ghê không? Không bị sa sút. Xin thưa quý vị, chùa chúng ta 1,000+ người cũng không có sa sút. Không có sa sút. Quý vị thấy cái cảnh giới của hòa thượng mình không có sa sút không? Từ cái mùa dịch tới giờ mà mọc lên một ngôi chùa lớn gì, quý vị thấy có sa sút không? Không có sa sút. Quý vị coi bao nhiêu công trình đang xây bên kia kìa. Là vì người ta mà xây để cho người ta ở đó. Vì người ta xây để cho người ta ở đó quý vị. Lúc trước Nhân Đức có giảng một câu mà cũng là lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, mà bị người ta cắt một con đoạn. Nhân Đức có một lần Nhân Đức giảng cái câu, cái ý niệm của mình giảng, kể câu chuyện của đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không xin Hòa Thượng Tịnh Không xây chùa. Hòa Thượng Tịnh Không giảng công đoạn này Nhân Đức nghe rất rõ ràng. Hòa Thượng Tịnh Không hỏi ông xây chùa gì? Đệ tử cũng kinh ngạc ghê. Sao mà thầy hỏi xây chùa gì? Chùa là chùa chứ chùa gì? Ý tôi muốn hỏi ông xây chùa Đức Thích Ca Mâu Ni hay là ông xây chùa như tất cả những ngôi chùa bây giờ đang mọc bình thường? Thì đệ tử nói chùa Đức Thích Ca Mâu Ni là chùa gì hả thầy? Chùa giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn người tu. Nếu như ông xây ngôi chùa đó thì ông xây. Còn nếu ông xây thêm một ngôi chùa bình thường nữa thì thôi, nhiều quá rồi, ông khỏi xây. Thì những đức khi chia sẻ đoạn đó, những đức mới nêu lên mấy công đoạn để nêu lên cái việc xây chùa của Hòa Thượng mình đây. Là Hòa Thượng mình xây chùa mà cho người già được ở, để dẫn dắt câu chuyện quý vị. Thấy cái hạnh Hòa Thượng xây chùa để cho người già được ở, đây là cái lợi ích khi người ta cúng dường cho Hòa Thượng. Xây chùa mà cho người ở tù. Dẫn dắt câu chuyện quý vị biết rằng có những người ta nghe mình bài giảng ta tâm đắc mà người ta lại cắt mặt trái quý vị. Cắt mặt trái không cắt mặt lý giải. Thì người ta nghe, người ta đưa cho nghe một cái mặt trái thôi. Nên từ nơi đó quý vị biết ở trong cái cõi này không đơn giản. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy rõ ràng bây giờ chùa thường xây toàn là cho người già ở. Toàn là người già ở, không quý vị nhìn thấy rõ ràng còn gì. Thì cái việc xây chùa Hòa Thượng là quá thù thắng rồi. Chứ làm gì mà nó không có công đức, làm gì không có phước mà có tội. Mà cái lý giải là nếu như ngôi chùa đó xây mà chúng ta không có một người nào ở tu hết trơn, thì cái việc này nên suy nghĩ lại. Tại vì cái công sức tiền bạc người ta đổ vô nhiều quá mà không ai ở, không ai tu thì nó mới có vấn đề. Đúng không quý vị? Chứ nếu như một nơi mà người ta tu đông gì thì quá thù thắng rồi. Đó nên câu chuyện là từ ngay cái chỗ đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không mà xin Hòa Thượng xây chùa. Ngài hỏi là một câu như vậy, cũng là một bài học chỉ dẫn mình. Nếu sau này cuộc đời mình xây chùa mà mình nếu có phương pháp tu để độ sanh thì điệt đó quá tốt. Nhưng nếu mình không có nhân duyên đó, thà mình có một chỗ nhỏ nhỏ mình tu cũng được. Tại vì mình không có duyên được như Hòa Thượng. Hòa Thượng ngày xây lên bao nhiêu con người ta về người ta tu, thì việc này nó quá thù thắng. Cảnh giới càng lớn, độ sanh càng rộng. Việc này quá đặc biệt rồi. Việc này Ngài làm thì bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu người người ta cảm kích Ngài, người ta cảm ơn Ngài biết bao nhiêu mà nói. Bao nhiêu bà già ở đây cảm ơn Ngài biết bao nhiêu mà nói chứ. Đó là cái lý giải từ mặt trái mặt phải. Bị nhớ nè, Phật Pháp nếu không có mặt trái thì không lý giải được mặt phải, mà không có mặt phải thì không dẫn dắt người ta được. Nên nó có mặt trái, nên Đức Phật còn tại thế, nên tại sao có Đề Bà Đạt Đa? Vì Đề Bà Đạt Đa là mặt trái đó. Cái vị biết đó, Đề Bà Đạt Đa là mặt cổ Phật chứ không phải là tầm thường đâu nghe quý vị. Nên khi mà Ngài đọa trong địa ngục, Tôn giả A Nan xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Tại Tôn giả A Nan là huynh đệ với Đề Bà Đạt Đa, xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật sai xuống thăm. Đó là thị hiện không đó quý vị. Xuống thăm thì Tôn giả A Nan nói: sư huynh ở đây có khổ quá không? Thì Đề Bà Đạt Đa hỏi lại Tôn giả A Nan rằng: cảnh giới của bậc A La Hán an lạc cỡ nào? Nói là cảnh giới của bậc A La Hán an lạc lắm, luôn luôn trong định. Nói rằng ta ở đây vui cũng như bậc A La Hán. Đơn giản không? Đó,
Nhưng mà phải thể hiện mặt trái vậy đó quý vị. Vì mặt trái nó lý giải ra mặt phải. Ví dụ như bây giờ chùa chiền thì rất nhiều chùa chiền, nhưng mà có những ngôi chùa rất là đủ duyên, người ta về người ta tu. Thì cái ngôi chùa như vậy thì mình mừng khi vô cùng khi mình xây được ngôi chùa như vậy. Nhưng Hòa Thượng bây giờ ngày xây chùa gì mà người ta về người ta tu gì cho mình mừng biết nhiêu nói. Mà Hòa Thượng ngày nói rằng là ngày mừng nhưng mà ngày cũng lo. Tại vì lo là ông còn trẻ quá, có khi ông hướng dẫn người ta, rồi ông có khi ông nói những lời cao vọng, ông đụng chạm đến người khác, đúng không? Thì ngài dạy mình điều đó rất là đúng. Ngài dạy như Đức một câu rất là hay quý vị. Ông đã từng nói rằng khi tôi còn tại thế, ông cố gắng ông làm. Khi tôi không còn nữa thì lúc đó cái nhân duyên tỳ duyên. Nhưng mà tôi rất mong ông, khi tôi còn tại thế, ông làm sao cho người ta thương ông, để khi tôi đi rồi ông tiếp tục làm việc này lợi ích chúng sanh. Câu này rất là hay quý vị. Những Đức nói câu này mà trong lòng mình nó cảm động lắm quý vị. Những Đức là người không phải không lắng nghe đó quý vị. Nhưng chỉ cần một người nào nói một câu nào mà những Đức nghe được là những Đức sẽ nghe liền. Con người những Đức là như vậy. Con người những Đức là người sống nó có một cái tâm nghĩa khí như ngoài đời quý vị. Mà giống như mà anh hùng Lưu Sơn Bạc rồi đó. Nó thật lòng cái tính người những Đức á. Nó có cái tính đó đó. Nên nói rằng con người những Đức lỡ sai một điều gì, người ta cho những Đức cơ hội, những Đức sẽ rất cảm kích người đó. Thí dụ như những Đức phạm một cái điều gì, tại những Đức thích cho người khác cơ hội lắm. Riêng bản thân những Đức, anh em bên cạnh những Đức rất là thích cho họ cơ hội. Có một lần những Đức hỏi mấy anh em trong chùa, mấy anh em ở đây còn ai hút thuốc không? Thật lòng đi, nam nhi đại trượng phu, đừng nên giả dối. Có hai chú đưa tay lên, dạ con còn hút thuốc. Những Đức hỏi hút thuốc như vậy ở đâu có tiền hút thuốc? Nói là lâu lâu ở nhà cho. Những Đức nói từ hôm nay đừng nhận tiền nhà nữa, lúc nào thiếu thuốc gặp Những Đức đưa tiền cho mua thuốc hút. Tại vì mình đã đi tu rồi, phiền gia đình làm gì. Mấy anh em có công có quả ở đây, tùy cái quả nào mấy anh em chọn. Nhưng Những Đức chỉ có một cái mong muốn anh em, một tháng bỏ dùm Những Đức nửa điêu. Một tháng bỏ nửa điêu. Thì chú đó trong vòng một năm ông bỏ hết thuốc luôn. Đặc biệt không? Tại vì sao? Mình cho người ta cơ hội ấy. Và cái tình cảm đó làm cho người ta phải nhất định phải nghe lời mình đi vậy. Những Đức tin 100% có người nhất định là thiện, không có ác. Nếu như mình đem một cái tâm thiện thật sự đến với họ thì chắc chắn rằng họ sẽ là người thiện. 100% họ sẽ là người thiện. Thì biết cái cõi này vì sao mà chúng ta ác nhiều không quý vị? Vì chúng ta đều đem cái ác để đặt để cho người khác. Nên cái tâm bên ngoài, cái nhân bên ngoài, cái tâm bên trong nó kết hợp, nó ác. Chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Tại sao ở thế giới cực lạc mà thiện nhiều vậy? Tại vì cái nhân bên ngoài hoàn toàn thiện, thì cái ác ở bên trong làm sao xuất hiện ra? Nên nó bị đè nén bên trong luôn. Và đời đời kiếp kiếp nó không bỏ mạng, không chết. Nên từ nơi đó mà cái ác nằm bên trong nó phải mắc luôn. Vì không có cái nhân ác bên ngoài, lấy gì để mà mình ác? Nên cái ác nằm trong tự nhiên mắc luôn. Hay không? Giới cực lạc vì thấy hay chưa? Bây giờ nè, mình ngồi trong chánh điện mà mình còn khởi ác mà. Người ta ngồi, người ta nghe pháp, người ta ngồi, người ta vui, người ta cười, người ta vỗ tay. Mà nhiều người chúng ta không cười, không vui, mình cũng thấy bực mình. Làm gì cười hoài vậy? Quý vị thấy không? Cái nhân tố bên ngoài nó có nhiều cái mà cái nhân quả tương đồng nó làm cho mình phải sanh ác tâm. Còn ở thế giới cực lạc là hoàn toàn những gì người ta hình thức làm là phù hợp vào tâm của mỗi người hết. Nên không có ác. Đều phù hợp hết luôn. Còn mình ở đây mình có cái năng lực gì đâu mà mình làm cho người ta phù hợp cái tâm. Mình đâu có biết cái tâm người ta đang nghĩ cái gì đâu. Có những cái mình nghĩ mình làm điều đó là tốt đối với người ta, nhưng mà lại là làm cho người ta ghét mình, vì mình không có biết được, mình đâu có tha tâm thông. Mà mình biết được người ta đang nghĩ cái gì mà làm phù hợp cho người ta, thông cảm cho mình không có biết. Nên có những cái mình muốn làm cho người ta vui mà lại làm cho người ta ghét. Thì thấy không? Đó, nên ở cái cõi này nó rất dễ tạo nghiệp. Nó dễ tạo nghiệp vô cùng luôn. Nó nên đã là dễ tạo nghiệp vậy, tại sao mình không sanh tâm an lạc? Mà muốn sanh tâm an lạc thì phải nhớ Phật, niệm Phật. Hồi sáng như Đức kể câu chuyện, cái cô này, như Đức tặng cho cô cái máy niệm Phật.
cô đeo cái máy niệm Phật. Nhưng Đức nói lúc nào cũng bật điệu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cố gắng để nhắc nhở mình niệm Phật, nghe không? Cô nghe lời. Cô kể như Đức nghe, có một đêm cô ngủ, cô thấy hương linh nó bao vây cô lại, toàn là người hung dữ không, nhặn đầu cô, nó đè cô, nó quýnh cô quá trời luôn. Thì tự nhiên trong cái lượng người đông đó, có một người la lên tiếng: không được nghe, không được hành hạ người này nghe, người này là người niệm Phật, buông họ ra, hành hạ người này tội rất nặng, buông họ ra để họ niệm Phật. Nghe chưa? Cô đó nói: thầy, thầy, con lúc đó là con bị quýnh, con không niệm Phật luôn á thầy, mà con nghe người nói gì đó, vừa nghe xong là con tỉnh liền. Con tỉnh liền vậy đó, vừa nghe xong là con tỉnh liền. Thì bị coi, cái người niệm Phật thôi mà gì, một đứa bé nhỏ, bà nó đưa nó cái máy niệm Phật, nó không tin gì cả. Bà nó kêu bắt điệu niệm Phật lên, nó bắt đại, nó không tin gì hết. Vì mà nó đi đến một cái nơi vắng vẻ, đi đến một nơi vắng vẻ vậy đó, mà nó nghe hai người nói chuyện nha. Một người nói gì nè: xô nó đi, xô nó đi, xô nó. Một người nói: không được xô nó, nó đeo máy niệm Phật. Nghe không? Từ đó về sau là nó niệm Phật luôn, nó chuyên bắt niệm Phật luôn. Thì quý vị phải cảm nhận được có Phật hiệu quý vị mới thích. Mà tất cả quý vị đang nghe đây toàn là đã cảm nhận được, đã thích rồi, đã nếm được hương vị của tịnh độ rồi, nên từ đó mới thích, mới niệm Phật, đúng không? Nên cái chuyện gầy dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Quý vị nghe những Đức chia sẻ Phật pháp, quý vị thấy không? Cái điều những Đức dẫn dắt rất đơn giản, nhưng mà quý vị nghe quý vị rất là tăng tính tâm. Cái này là cái gì quý vị biết không? Cái này là cái những Đức công phu đó, cái mà mỗi ngày những Đức niệm Phật đó, cái mỗi ngày những Đức tu, mà đụng chuyện này chuyện kia mà những Đức xả ra được á, quý vị hỏi những Đức: thầy ơi, sao mà thầy lo nhiều việc vậy mà thầy còn thuyết pháp được? Mà con thấy thầy vui, rồi ngày chủ nhật ngày lễ mà nếu cho thầy giảng cười thì kể như là thôi, cả cái hội chúng cười quá trời, làm sao thầy được điều này? Làm được điều này, những Đức nói rằng: thì làm thôi thì buông, làm xong thì buông, ngủ xong thì quên, từ nơi đó mà trở lại trạng thái lúc nào cũng an lạc. Những Đức làm được điều đó đó quý vị. Làm nhiều bao nhiêu chuyện, làm xong rồi chỉ cần ngủ một giấc là quên mất tiêu. Bực bội cái gì cũng vậy, ngủ một chút là quên mất tiêu. Hoặc là chỉ cần ngồi một chút xíu suy nghĩ là buông liền. Những Đức làm được những điều đó. Nên trạng thái những Đức thường trở lại mới mẻ hết. Được, có nghĩa là những Đức mới mẻ, mới mẻ, mới mẻ. Còn quý vị là để trong tâm nên nó thành cũ. Mà cũ thì nó nặng, cũ thì nó gắt, nó hư. Nên từ nơi đó phải mới mẻ, đồ mới là đồ còn ngon. Hiểu không? Nó nên đem những cái buồn phiền của hồi nãy, của hôm qua bỏ đi, thì nó là mới mẻ của cái tâm. Tâm nó sẽ sạch. Mà tâm mà sạch thì nó an lạc. Giống như mặt kiến mà sạch thì soi gương thấy rõ, kiến mà dơ thì soi gương thấy lờ mờ, đúng không? Nên từ nơi đó chúng ta mỗi ngày tu là đang lau cái kiến của tâm mình. Kiến cũng như là tấm gương tâm của mình được lau mỗi ngày, nó bóng chừng nào thì nó hiện cảnh rõ chừng đấy. Nên mình ở cõi đời này tại sao nó nhìn thấu buông xuống? Vì kiến mình rõ rồi, nên mình mới thấy được cái vô thường, nên mình mới buông xuống được. Sớm muộn gì chúng ta cũng chết thôi. Chúng ta cầm cái gì mà được hoài đấy? Nên lúc chúng ta cầm được thì cố gắng mà cầm, còn lúc đã cầm không được thì buông. Thì vô cùng an lạc tự tại quý vị. Hôm qua chú Tâm Nhiên chùa mình kể cho quý vị nghe câu chuyện này hay nè. Thì nghe rồi quý vị mới thấy cái phương pháp tu của chùa mình nó đúng là nó, tại sao quý vị áp dụng nhiều? Vì nó quá phù hợp. Quý vị mới thấy rằng một câu Phật hiệu này nó quá đặc biệt. Nói cho quý vị nghe, chú Tâm Nhiên này thì ông rất là giỏi, nhưng ông có một cái bệnh là ngày xưa ông mới vô chùa là con mắt của ông đỏ như máu. Mẹ của ông là ngày xưa cô làm nghề đập đầu cá, khi mang bầu đập đầu cá ấy vậy. Đập đầu cá thì đập cái đầu con cá thì máu nó xịt ra, đúng không? Thì bà nhìn giết mắt bà cũng nhìn máu, nó âm hưởng vào cái bầu thai là chú. Nên khi chú sanh ra mắt chú đỏ lắm, vì nhìn chú đẹp trai nhưng mà có con mắt hơi lòi, nó hơi lòi ra một chút, chứ ổng này ổng đẹp trai lắm á, chứ không phải xấu đâu.
Có những lúc con mắt ông đỏ kè như máu luôn. Có những lúc trong cái chồng con mắt ông tự nhiên nó nổi là một cục rất là bự đen thui. Lạ kỳ cái giống hình mắt cá lóc vậy. Thì quý vị biết rằng là chú thì thường lên tụng kinh niệm Phật chú ngủ gục vậy lắm. Mà những đức nói là chú như kim đồng hồ. Dù như đây là cái máy quay phim, đây là tượng Phật, mà chú ngồi, đầu tiên là chú ngồi chú quay về tượng Phật, mà chú tụng kinh một chút là chú quay, chú quay một chút là ra sau lưng. Thì ông mở mắt ra là ông thấy mấy cô mới hết hồn quay lại. Thì vị biết ông ngủ gục cỡ nào chứ ngủ mà còn quay nữa. Thì hôm qua vị biết rằng đây là lễ Phật luôn, mà chú vừa lễ Phật mà tự nhiên nó đóng cái tâm lại, không có lễ Phật nữa, là nó đóng cái tâm lại. Và cái tâm lúc đó nó vừa đóng lại một cái là tự nhiên ông nằm mơ, đang lễ Phật mà nằm mơ. Nằm mơ thấy đi đâu? Đi đến một con sông, và trong con sông đó rất nhiều người, và gịch chú xuống sông và nhặn nước chú. Kinh chưa? Mà đang lễ Phật á quý vị. Tại vì sao? Một cái ý niệm của mình á, nó nhỏ như vi trần nhưng nó bao phủ cả hư không. Ý niệm của mình trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là một lỗ chân lông bao phủ tặng hư không, tặng hư không nằm trong lỗ chân lông. Cái cảnh giới Hoa Nghiêm mình không có thể nào nghĩ bàn nổi. Nhưng nghe trong kinh Hoa Nghiêm như vậy thì mình biết rằng cái ý niệm nhỏ như vi trần, vì chú đang lễ Phật mà dù có ngủ nó cũng gần dữ lắm luôn. Như vậy mà trong cái ý niệm của chú là chú thấy chú đi đến một con sông, mà con sông đó đâu? Ở trong tâm mình. Cái A Lại Gia Thức, cái thức thứ 8 của mình là nó chứa đầy hết. Vì đi đến đâu là nó nằm trong A Lại Gia Thức hết. Cái A Lại Gia Thức là cái tâm lượng của mình là nó không có giới hạn. Nên cái chỗ chứa của không giới hạn nó đầy của vô lượng kiếp. Nên vừa đóng cái tâm niệm Phật lại một cái là tức khắc ổng tự nhiên cái chiêu cảm cảnh giới là ổng đi đến một con sông. Ghê chưa? Và đi đến một con sông và thấy trong con sông rất nhiều người gích chú, đẩy chú xuống sông và nhặn nước chú. Nhặn quá trời nhặn luôn là chú sắp chết. Mà trong lúc đang lễ Phật luôn mà ý niệm như vậy mà nó sanh ra dài như vậy là vì trong tâm thức, tâm thức sanh ra. Cái này quý vị phải hiểu nguyên lý nghe. Xong với đầu quý vị biết rằng là trong lòng ông nói vậy nè: mình là người niệm Phật mà tại sao mình không niệm Phật để cầu Phật giúp đỡ mình? Là cầu Phật giúp đỡ chứ không phải cầu giảng sanh. Thì nhớ là tự nhiên lúc đó ông niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì lúc đó tự nhiên giúp mình cái gì tiếp tục lễ Phật nữa. Ghê chưa? Xong khi mà lễ Phật tu xong đi về, đi đến khu tăng rồi cầm máy quay phim qua phòng, thường là tu xong thờ những đức mới qua phòng những đức giảng pháp câu ai Phật niệm đến cùng. Thì ông cầm qua ông nói: thầy ơi, con kể thầy nghe, kể nghe. Rồi ông nói: thầy biết không, từ hồi nãy tới giờ xong mà tim con vẫn còn đập luôn, tại vì con mệt quá trời mệt luôn, họ đè con nhặn nước con mệt quá trời mệt, mà con niệm con Phật hiệu là con cầu Phật giúp đỡ cho con tai qua nạn khỏi. Con vừa niệm một cái là tự nhiên là con tỉnh lại, con lễ Phật nữa, mà bây giờ tim con vẫn đập thui 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 thui. Con xin hỏi thầy, nếu lúc đó đó mà con chết đi, mà con niệm Phật, mà con cầu Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi, mà lúc đó con chết đi con sanh đâu? Những đức nói chắc chắn với chú là dựa vào kinh 48 lời nguyện, là có một lời nguyện rằng chúng sanh khi nghe danh hiệu mà không cầu sanh cực lạc cũng sanh nhà tôn quý. Những đức từng giảng cái nguyện đó đúng không? Thì những đức nói rằng nếu lúc đó mà chú chết đi vì thọ mạng đến thì chú sẽ sanh nhà tôn quý, một là cõi trời, hai là cõi người, tùy theo phước duyên của chú, chứ không có đọa, tại vì chú niệm được câu Phật hiệu. Như vậy thì nếu lúc đó mà con niệm câu Phật hiệu đó cầu sanh cực lạc, mà lúc đó mà con chết đi, vậy con đi đâu? Phật rước chứ đi đâu? Lúc đó Phật rước rồi, đi về cực lạc rồi. Nếu lúc đó con không niệm Phật để cầu Phật gia hộ, mà con cũng không có niệm Phật gì mà con chỉ chống trả với họ không, như vậy thì con làm sao? Nếu chú đủ lực để chống trả là tự lực thì chú tỉnh lại bình thường. Còn nếu chú không đủ lực để chống trả mà chú không nương vào tha lực luôn mà chú chết đi thì đa phần bị đọa. Phân tích rất kỹ cho quý vị nghe nha. Nên quý vị nhớ nè, con người đang khỏe bình thường tại sao nhảy tê tê đột quỵ mà chết? Toàn là cảnh giới đó mà ra đó. Cảnh giới là bị bắt đi, mà bắt đi ở đâu? Trong tâm thức. Tâm thức của mình nó bị đè nén bên trong, và mình không có một cái pháp gì để nương tựa. Cuối cùng là mình dùng tự lực mình để chống trả. Nên có người chết mà không biết tu, họ thường gì nè,
Phải không? Nè, hoặc là gì nè, là giành giật sự sống mà không đủ lực để giành giật sự sống thì lúc đó mà chết thì đa phần là bị đỏ. Ngoài đời vì thấy rõ ràng không, nhiều người người ta bị đột quỵ đúng không? Người ta đột quỵ, người ta bị này bệnh kia, đang khỏe ta chết queo mà, ngủ đêm chết queo mà, có mà. Đó, 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 toàn là những cảnh giới đó mà ra. Thì thấy không? Một câu Phật hiệu mà đang lễ Phật luôn á, mà còn mà trong một ý niệm đóng tâm là hiện cảnh. Tại vì sao? Vì trong tâm thức hay lại do thức nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều từng lớp, từng lớp, từng lớp, giống như cái bậc thang vậy đó. Thì lớp này qua xong lớp kia đến, nhưng nó phát triển như là một cái vi trần, như là một cái sắc na mà chúng ta hiện ra. Từng lớp tuồng đầy luôn trong lớp tuồng ở trong A Lại Gia Thức. Nên cái tâm thức của mình mỗi ngày phải nhớ Phật niệm Phật, phải gây dựng cái tâm cho cực kỳ mạnh để nó gây dựng thành một cái gốc niệm Phật cho nó mạnh. Quý vị nhớ nè, cái nghiệp duyên mà vọng tâm của mình nó đầy như là màn lưới, đầy lắm. Vậy thì bây giờ tại sao tín nguyện niệm Phật mà được giảng sanh? Vì tín nguyện giảng sanh là vì quý vị cấm cái câu Phật hiệu là một cái gốc, mà quý vị làm cho tất cả vọng tưởng nó bao theo cái gốc. Nên cái người niệm Phật mà muốn diệt vọng tưởng không có cửa đó đâu. Quý vị chỉ có một cái cách, đó là đem câu Phật hiệu này cấm thành một cái gốc cho cực kỳ sâu dày. Là tín nguyện là gốc sâu dày, rồi tất cả vọng tưởng nó mới bao theo cái gốc. Bao theo cái gốc, bao theo cái gốc. Quý vị cứ để cho nó bao theo cái gốc. Quý vị đừng có đi quýnh nó, đừng có đuổi nó ra khỏi cái gốc này. Vì Phật có năng lực, Phật có bản lãnh, dù có bao Phật, Phật vẫn bình tĩnh, không có sao. Vậy thì tại sao mình không bình tĩnh? Mình cứ niệm ông Phật của mình, mình cứ niệm vị Phật của mình đang niệm để cầu sanh cực lạc thôi. Rồi tất cả những cái nghiệp duyên bao vây theo cái gốc đó, lâu ngày nhờ sự từ bi của bổ nguyện mà vọng tưởng trở thành Phật. Hiểu chưa? Nên hiểu được nguyên lý này, vì niệm Phật vì rất là an lạc, vì rất là tự tại, vì sẽ không có quan niệm vọng tưởng nhiều ít trong đó đâu. Tại vì sao? Vì cái gốc quý vị là ai với đạo Phật đã cấm chắc rồi, cấm dậy rồi. Còn kêu quý vị nhớ nè, chúng ta ở cái cõi này là cái cõi của vọng tưởng để sanh ra chúng ta. Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi, mình là người học Phật, suy nghĩ kỹ đi. Cái cõi này là mình là một người vọng tưởng để sanh ra cái cảnh này. Và cái bản thân chúng ta là từ vọng tưởng mà sanh ra, từ ái nhiễm mà sinh ra. Nguồn gốc của chúng ta đi đến đây là nguồn gốc gì? Là ái nhiễm. Ái không nhiễm không sanh ta bà. Nguồn gốc của mình là nguồn gốc ái nhiễm để sanh đến ta bà. Nếu mình là người tái lai thì không nói đến chỗ này. Quý vị nhớ. Mà cả người tái lai thì họ cũng thị hiện ái luôn, nhưng mà tâm không ái. Vì không ái không độ được chúng sanh. Không ái không thương không độ được chúng sanh. Hiểu không? Khô khan cằn cỗi ai mà thích mà đổ. Nên phải thể hiện giống người ở ta bà. Nguồn gốc mình là nguồn gốc ai? Mà đã là phàm phu nguồn gốc ái mà muốn diệt ái thì diệt mình. Mà mình chưa thành tựu con đường giảng sanh mà mình diệt mình, làm sao mình giảng sanh? Nên từ nơi đó nguồn gốc của mình là nguồn gốc ái. Nhưng mà tại sao mình được giảng sanh? Ái mà nhiễm thì làm sao sanh cực lạc? Nhưng do cái niệm Phật, cái nguyện Phật, cái tính nguyện quá mạnh, mạnh còn hơn ái, nên giảng sanh là ngay mạnh hơn. Hiểu chưa? Cái người niệm Phật giảng sanh nè, chúng ta dạy chỗ này nè. Ái, tham sân si ái cùng với Phật đua. Đua. Nếu như Phật mà vượt qua ba cái kia thì đi đến chỗ Phật, mà ba cái kia qua mặt Phật thì đi đến tam đồ. Hiểu không? Cùng sống chung không có diệt. Tại vì sao? Vì ở cõi này không có diệt được. Cõi đời này không có diệt được. Nên trong kinh mới nói rằng ở thế giới cực lạc tự mắc, chứ không nói diệt luôn. Ở thế giới cực lạc là tự mắc, vì không có nhân bên ngoài. Nên ở bên trong tự mắc, tiến tu và đi đến thành Phật. Từng nào thành Phật tự mắc sạch luôn. Vì sao? Vì hoàn toàn thông hiểu vũ trụ nhân sinh nên mắc sạch luôn. Nên cái người khi tin sâu nhân quả hoàn toàn, việc làm họ có sai cũng trở thành đúng. Tại vì sao? Nhân quả họ đã thông hoàn toàn. Nên việc làm trước mắt quý vị nhìn họ sai nhưng là đúng. Người chưa tin sâu hoàn toàn nhân quả, việc làm trước mắt có khi đúng lại là sai.
Ờ gì mà ngồi nghe kiểu này mà không cài dựng tín nguyện nữa thôi. Vừa tội. Không, nghe quý vị thấy nó mát mẻ không? Nó thời tiết đi hầm nóng quý vị thấy có nóng gì đâu. Tại sao nó thoải mái? Đó. Nên á, mình nghe gì nè để mình gài dựng cái tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh. Rồi nội mà ba cái nguyện này thôi là mình thấy mình cũng phái gì cực lạc à. Mỗi từng cứ là học một nguyện ha. Một đoạn văn mà có ba nguyện. Thì mỗi từng mình dạo sơ sơ cực lạc chút. Dạo sơ sơ cực lạc chút. Chứ bây giờ quý vị đo, đem văn tự của kinh giáo ra mà quý vị nạp nguyên văn không á, đỡ ngồi bên dưới. Mặt nghe pháp kỳ lắm. Tại vì mình là cõi ta bà nên văn tự của ta bà nó phù hợp ta bà. Còn cái cảnh giới của chư Phật Bồ Tát mà lấy nguyên văn của cảnh giới Phật Bồ Tát đưa cho mình ngồi với mình làm nè. Tại vì không phải cảnh giới của mình nên mình ngủ. Còn nó nói sao mà ngay cảnh giới của mình là mình gì nè. Là ngay cảnh giới mình. Quý vị công nhận là những đức giảng ngay cảnh giới quý vị không? Ngay chốc cảnh giới quý vị luôn á. Mà những đức giảng mà những đức an lạc là do gì? Những đức cũng giảng ngay cảnh giới của mình luôn. Nên mình mới an lạc. Còn nếu mà nó không dính dáng tới mình chứ, mình giảng cho mình cũng khô khan luôn. Mà mình giảng mà còn khô khan không chi ở dưới mà ước ác. Không có đâu. Hiểu không? Nó ước ác là ý nó vui cười á. Nên từ nơi đâu. Hiểu không? Vui cười á. Có người mình, người ta ngoài đời ta dùng cái văn tự như sao? Ồ ơi, nhìn mặt mày cái nhìn thấy mát mẻ gì sao gì đâu. Thấy không? Nhìn mặt vui vẻ thấy mát mẻ ghê. Thấy không? Thấy không? Đó. Chứ con người mà ta nói mình khô khan là gì? Là ốm o, là buồn phiền. Con người ta nói mình ước ác là gì? Là vui vẻ. Đó. Nên từ nơi đó ta nhìn mình cái là thấy nó phù hợp cảnh giới. À, phù hợp cảnh giới. Cái văn tự Việt Nam nó phong phú lắm mấy vị. Tùy theo ý nghĩ vì sao nó cũng đúng. Nó theo cái tâm vị mà nghĩ. Nó nghĩ sao cũng đúng hết. Giống như bây giờ mình nằm mò mộng mà mình thỉnh người giải mộng. Quý vị thỉnh 10 người giải mộng. Tâm nào thì giải mộng nấy. Tâm thiện thì giải mộng thiện, mà tâm ác thì giải mộng ác. Tâm an thì giải mộng an, mà tâm bất an giải mộng bất an. Nên chúng ta khi nằm mộng, chúng ta thỉnh A Di Đà Phật giải mộng là hay nhất. Giác ngộ. Đừng có đi hỏi mộng tùm lum người giải đáp. Có khi giải đáp làm cho mình còn sợ hãi thêm. Vì họ bất an, họ giải mộng bất an. Còn người bình an, quý vị mà hỏi như Đức, những Đức sẽ giải mộng bình an à. 100% luôn. Quý vị có gặp cảnh giới gì, những Đức cũng giải mộng cho quý vị bình an hết. Không có bất an. Tại vì tâm nhìn đức an, giải mộng bất an gì? Mình giải mộng bất an cho anh ta làm chi? Nó có lợi ích gì đâu. Hiểu không? Nên những đức nói rằng là miễn làm sao mà gặp nhau cảm thấy bình an là thích rồi. Vui. À, rồi chia sẻ Phật pháp xong một chút mình đi ăn cơm. Ý quên còn đi tu nữa, lễ Phật phong sanh cúng thực xong mới đi ăn cơm. Sao nghỉ ăn cơm nước không nghe kỳ cục ghê. Tối ngày cứ cơm hoài. Cái này là tập khí rồi. Ăn ngủ quen tặc. Không muốn lễ Phật, muốn đi ăn cơm. À, bây giờ phải lễ Phật xong phóng sanh cũng biết thực. Xong rồi mới cho ăn cơm. Chưa. Không, Phật tử gì chùa mình dễ thương nghe. Lúc nào mà cho ăn cơm là ăn cơm. Rồi lúc đó mà không cho ăn cơm là không dám ăn cơm. Không, kiểu này mà không thương cũng sợ luôn. Tại vì sao? Quá dễ thương mà. Thấy không? Mình ở ngoài đời mà khi con mình không cho nó ăn cơm mà nó chạy vô nó bớt cơm nát. Vậy mà đi về đây đông gì mà mình nói đi ăn cơm là xách áo choàng đi ăn cơm. Dễ thương ghê. Mình kêu đi ngủ là xách áo choàng đi ngủ. Thôi chỉ nằm đây là nằm đây à nghe. Chỉ nằm đây là nằm đây. Công nhận Phật tử sao ta dễ thương ghê. Mà thấy rõ ràng luôn đúng không? Đó. Đó.
Rồi á, nửa đêm kêu thức dậy đi tu, là ngồi gì rửa mặt đi tu, ngoan ngoãn ngồi gì rửa mặt đi tu, thấy không? Bởi vì mình sống với nhau mà gì là thương, không là thương thiệt á, nó đâu có nghịch nhau gì đâu quý vị, thấy rõ ràng không? Bây giờ mà ngồi đang nói chuyện gì chứ ngồi dù có đau chân nhưng có khi cũng gán mà mặt cười cười dễ thương, chứ đâu có ngồi ở dưới mà kiểu mà ý nói thì nghĩ nói đi, đau chân quá đâu có ai mà nhà Đức thấy vậy đâu, đúng không? Đâu phải dễ bắt ngồi gì đâu cháu, tao thích ngồi nó mới ngồi, ai mà bắt buộc được. Ê, quý vị đây có ai bắt buộc bị ngồi không? Ai nó bắt buộc ngồi? Hồi sáng là tự tôi chạy xe qua đây chứ tôi có đi chở ai đâu, thì tự quý vị đi đến đây là quý vị muốn ngồi thì muốn ngồi, thì tôi nói nhiêu kệ mồ tôi, đúng không? Đó, thấy không? Nó an lạc, nó tự tại chứ. Bởi vì tại sao thứ bảy chủ nhật mà mình phải về đây? Mình cười, mình vui, mình nghe pháp, mình cởi mở tâm tư. Ồ, cái này cái giá trị nó lớn lắm. Cái giá trị này đáng ngàn vàng. Nhưng mà vẫn đâu nghe. Nó nên tại sao mà về đây giết rồi trẻ đẹp? Tại vì cười nhiều. Mà cười là viên thuốc chỉ buồn, mà buồn thì viên thuốc chỉ cười. Đúng không? Đó. Mà phải là hồi nãy giờ nghe pháp thấy cảm giác thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm. Mà những đứa nhìn xuống có những người mà họ ngủ mà thấy cũng đẹp. Họ đang bình an quý vị, họ đang bình an cho một giấc ngủ mà bình an á, là họ đẹp nha quý vị. Cái người mà ngủ mà bình an họ ngủ dễ thương lắm. Còn cái người mà ngủ mà không bình an quý vị, họ ngủ làm nè. Ngủ cái đó là không bình an đó quý vị. Còn cái người mà nghe pháp niệm Phật mà họ ngủ dễ thương lắm, họ nhắm mắt đàng hoàng lắm. Thấy chưa? Là giấc ngủ bình an. Quý vị thấy ai mà ngủ mà cái kiểu này quý vị sợ không? Dù có đẹp cái nào đẹp mà mình đi ngang nó lấy biết giải đắp cái mặt ông đó lại coi. Trời ơi, đi qua đi lại nhìn mặt thấy sợ quá. Ngủ được mắt trận trắng thấy ghê, đúng không? Nó lấy giải nó đắp mặt ông đó lại. Mà khi mà như vậy mà không tu chết sau này nó y gan. Cái bữa mà chia sẻ cái bài giảng bên Bảo Tháp mà tư tưởng tịnh độ, bị nghe những đức thì bữa đó, trời ơi cái bữa đó gì đâu mà nó diễn thấy ghê thiệt. Diễn trợn trắng gì tùm lum tùm la, khi gần chết bị nghe đi gọi bị tăng tính tâm niệm Phật. Đúng là diễn đạt thấy ghê thiệt, quá dữ, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà mình về đây mình nghe, rồi mình về mình cố gắng áp dụng phương pháp mình tu. Rồi hai thờ sáng tối cố gắng ở nhà dụng công tu, rồi lễ lọc điều đến đây thì mình tu, rồi dẫn người ta đi tu, rồi thứ bảy chủ nhật mình đi đến tu, tu hoài đi. Cái tu hoài đi, không có thiếu đâu sợ. Không có thiếu đâu, ngộ lắm. Đi niệm Phật hoài đó, mình an lạc, mình vui, không có thiếu. Này là 100% có thiếu đâu, đừng có lo. Hiểu không? Nó nên không có lo nghĩ mấy chuyện đó, cứ niệm Phật an lạc cứ vui, đừng có buồn giận ai để trong tâm, nhớ nè, đừng có buồn giận ai để trong tâm, nghe chưa? Nhắc hoài mà không lẽ buồn nữa thôi chết đi. Nhắc hoài kêu đừng có buồn giận người ta để trong tâm mà buồn cái gì? Buồn giận người ta để trong tâm có lợi ích gì đâu. Những đức làm được điều này nên những đức muốn khuyên quý vị. Ồ, tôi đông người vậy mà tôi còn không buồn giận ai để trong tâm. Những đức mà buồn giận người để trong tâm, những đức chết trước với bà già. Tại vì mấy bà làm cho những đức bực bội, những đức bực bội những đức chết trước bà, không có được lợi ích gì đâu. Đó, nên bao nhiêu việc mà giải quyết, rồi sắp sửa lễ đến 3 ngày liên tục, thấy không? Mà mình thấy thoải mái mới tổ chức lễ ngon chứ. Bây giờ đang luyện công phu để bữa đó giảng 3 buổi cho bị nghe. Thấy không? 3 buổi mà 3 ngày 9 buổi, đúng không? Nó có khi mà có nhiều bữa sáng khuyến mãi. Thấy bữa nào buổi sáng mà thấy được lên khuyến mãi luôn á, chứ không phải là 9 buổi đâu nghe. Nó có khi mà buổi sáng á, mà gọi là bước ra mà thấy đông đông mà, thấy Phật tử rồi đông đông rồi là lên khuyến mãi buổi luôn á. Lên lễ Phật xong khuyến mãi thì buổi giảng buổi sáng, đúng không? Quá hết mình. Mình sống như vậy đời mình cũng thấy vui. Nên sống nhiệt tình, sống hết mình, sống bằng cả trái tim.
Hiểu chưa? Mình nói trái tim thì bình thường quá. Nên cái bữa đó những đức giảng tâm đắc, những đức nói nếu ai tâm đắc thì hãy tặng trái tim. Mấy bảo phóng tim sẹt 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 sẹt, nhất là bà chuyện này phóng tim lắm nghe. À, bữa nay làm như mạng bá bị cắt hay sao không bấm được luôn. Nên từ nơi đó bấm sẹt 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 mà tim gì đâu mà chạy gì đâu mà sẹt 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 mà không gián đoạn luôn, chạy liên 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 liên, có nghĩa là trái tim này đúng là trái tim hết lòng. Ông mà thấy cái cảm giác nó vui vậy. Quý vị thấy cái ngồi nói chuyện này nó là cảm giác như gia đình. Gia đình nói chuyện với nhau, nhắc nhở nhau. Hạnh phúc nha. À, đặc biệt quá. À, pháp môn tịnh độ này, đại sư Thiện Đạo ngài nói rằng vạn người tu, vạn người giảng sanh. Vì sao nhiều người niệm Phật mà người giảng sanh ít? Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Ngài nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu nhìn thấu buông xuống sâu hay cạn. Đại sư Thiện Đạo là nhị tổ của Tịnh Độ Tông. Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Đây là những văn tự mà chư tổ sư nhắc chúng ta. Vì thì cái người niệm Phật mà không được giảng sanh là tín nguyện có vấn đề. Nếu như chúng ta muốn đời này niệm Phật giảng sanh thì cái chỗ gầy dựng tín nguyện là chỗ rất quan trọng. Rất là quan trọng. Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta nhớ cái câu này, mấy bữa trước những đứa cũng nhắc. Thí dụ như một người này họ rất siêng niệm Phật. Mà họ siêng niệm Phật, họ niệm để họ cầu một cái gì, chứ không phải cầu sanh cực lạc. Thì người niệm Phật này thế nào cũng bỏ cuộc. Thế nào cũng bỏ cuộc. Mà cái người niệm Phật mà không bao giờ bỏ cuộc luôn là cái người nào? Họ niệm Phật mà họ bị nhà chế, họ bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị con bắt hiếu, họ bị tai nạn, họ bị phá sản, mà họ vẫn tin niệm Phật là có lợi ích. Họ vẫn niệm. Người này niệm Phật không bao giờ bỏ cuộc, mà người này niệm Phật là chắc chắn giảng sanh. Họ tin 100% luôn. Nghiệp nặng chuyển nhẹ, họ tin chỗ này 100% luôn. Phải nhớ. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, khi mà mình nghe tịnh độ rồi, phải gây dựng cái tín nguyện là việc rất là quan trọng. Bữa đó Hòa Thượng ngài dạy như đức một câu này, quý vị để ý. Hòa Thượng nói, ông dạy Phật tử, khi ông giảng câu nào tâm đắc thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có vỗ tay nữa. Giảng dở quá mà vỗ tay hoài người ta không thích. Rồi đó, truyền lại rồi quý vị cứ tự điều chỉnh lại. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta mình niệm Phật, cái gầy dựng tín nguyện là việc cực kỳ quan trọng. Mà người đã là tín nguyện kiên cố rồi, quý vị niệm Phật vì an lạc vậy lắm. Tại vì sao? Vì cái tâm của quý vị gỡ ở thế giới cực lạc. Tuy là quý vị đang còn ở cõi ta bà này, quý vị chưa sanh cực lạc, nhưng mà cái tâm quý vị luôn luôn hướng về cực lạc, nên quý vị đã có cái sự an lạc ở cõi đời, chắc chắn luôn. Nên mỗi một người chúng ta khi mình tu tịnh độ là mình phải gầy dựng tín tâm tín nguyện cho nó cực kỳ mạnh. Gầy dựng tín nguyện tín tâm cho nó mạnh.
Mà cái tín nguyện tín tâm này mà khi gầy dựng mạnh rồi đó, quý vị ở trong cái chỗ nào quý vị cũng niệm Phật. Tại vì sao quý vị biết cái niệm Phật nó lợi ích rồi. Mà cái người mà tu tịnh độ này mà biết được câu Phật hiệu là lợi ích, là ngay cái cảm giác là mình gặp sự cố chuyện này chuyện kia trong cuộc đời mà niệm Phật vượt qua, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái niệm Phật nó lợi ích lớn dữ lắm. Còn nếu như mà bây giờ mà mình mà tu tịnh độ đi, mà mình gặp trường hợp này trường hợp kia một cái thôi là mình thối tâm, thì cái cảm giác niệm Phật quý vị nó không có. Cảm giác niệm Phật nó không có, nên cái lòng tin nói tịnh độ nó không sâu. Nhưng mà mình niệm Phật, mình gặp sự cố này kia, mình vẫn phải niệm Phật, mình niệm kia mà vượt qua. Mà niệm rồi lúc đó mình mới thấy cái công năng niệm Phật. Những đức nói với vị nghe nè, cái việc mà những đức thấy rõ ràng luôn. Có khi có những việc mình bực bội, mình buồn phiền, mình không có giải tỏa cùng ai được. Nhưng mà lạ thay niệm Phật và công phu một thờ. Những đức ta từng nói rằng trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm. Trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm. À, mình phải tin chỗ này. Có nhiều người ta không hiểu, ta nói vậy nè. Ôi cái gì đâu mà ai với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật mà hết phiền não. Nam Mô với Đà Phật, ai với Đà Phật mà tự nhiên có gạo, cuộc sống đầy đủ, làm gì có. Quý vị nhớ nè, cái công đức của Phật Ai Di Đà, ngày tu mà thành tựu là ngày gom tất cả cái công đức phước duyên đó, ngày quy về 48 lời nguyện. Mà 48 lời đại nguyện đó đó là cái nguyện thứ 18, là cái trung tâm của 48 lời nguyện. Mà cái công đức của Ngài gom hết gọn vào cái câu Phật hiệu này, để dùng danh hiệu này để độ sanh. Mà dùng cái danh hiệu này không phải đi tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc không, mà chúng sanh đó chưa về cực lạc là Ngài dùng cái danh hiệu đó để cho chúng sanh niệm. Và chúng sanh khi niệm cái danh hiệu Nam Mô với Đà Phật hoặc Ai với Đà Phật, nó sanh duyên, nó sanh phước. Và cái cảnh giới họ sống ở cái cõi mà cái người đang niệm Phật, cái nơi nào họ đang ở niệm Phật đó, cái nơi nào mà có một cái người hướng dẫn về niệm Phật đó, là cái cảnh giới đó nó sẽ phát triển rộng dữ lắm, nó phát triển thù thắng lắm. Mà khi người đó không còn ở nơi đó niệm Phật, mà không ai niệm Phật, là cảnh giới nó trở lại bình thường, nó không có phát triển được. Mà nơi nào có người niệm Phật đến, nơi đó là cái cảnh giới đó phát triển. Vậy thì mỗi một gia đình mà chân thật niệm Phật, giữ cái tâm niệm Phật, dù khổ, cực, nghèo, bệnh, cũng cứ niệm Phật là cảnh giới đó sẽ phát triển. Cảnh giới đó sẽ phát triển. Tại vì cái nguyện của Ngài, cái công đức của Ngài quá lớn, mà Ngài quy về câu Phật hiệu để độ sanh, vừa tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc, mà vừa giúp cho chúng sanh đầy đủ cuộc sống ở cái cõi mà họ đang hướng dẫn luôn. Đây là 100%. Bây giờ điển hình nè, những đức thấy rõ luôn nè, bản thân những đức làm cái gì ra tiền mà quanh năm suốt tháng. Bây giờ có một Phật tử nào ngồi trong đây, hay Phật tử khắp nơi nơi, có một Phật tử nào mà những đức đi đến nhà quý vị hoặc điện thoại cho quý vị, những đức nói chị Én ơi, lúc này tôi đang khó khăn quá chị Én, chị phụ tôi 10 tấn gạo, phụ tôi để nuôi cái cụ già chị Én. Có nghĩa là mình chỉ có cái việc làm tốt, mình nêu lên việc đó đó là tốt đó, thì ai làm thì làm, chứ chưa bao giờ mình kêu chị Én hay chị ếch gì, không có kêu, đúng không? Kêu nó là phan duyên, vì kêu ngay là phan duyên. Mà mình tùy duyên là mình nói ra cái việc tốt đó làm, thì ai cùng làm thì là tốt, thì cùng làm. Thí dụ như bây giờ Hòa Thượng hay xây chùa, mà nói là cái chuyện xây chùa nuôi người là tốt, thì mình nêu lên người nào cúng dường thì cùng xây chùa để làm việc thiện, việc tốt. Rồi cái việc mà phóng sanh là tốt, thì cùng nêu lên thì cùng phóng sanh. Rồi làm máy niệm Phật là tặng cho Phật tử ngày lễ Vía Quan Âm 20.000 cái, ai cùng làm thì tu phước tu duyên thì cùng làm. Còn làm tượng Phật tặng cho người ta, làm quá trời nhiều thì nêu lên việc đó tốt, có người đứng đầu làm thì mình cùng chung tay mình làm. Có nghĩa là việc thiện, việc tốt là nêu lên là để rủ người cùng làm, để mỗi người cùng tu phước tu duyên là tốt, đúng không? Học pháp là vậy á. Chứ nếu như mà mình kêu là chị Én hay chị ếch thì cái này là nó cá nhân quá, mà lỡ người ta không có thì người ta ngại, người ta không chịu đi chùa. Mà mình kêu gì thì ai có cúng thì cúng, cúng thì thôi, chứ có dính dáng ai đâu mà ngại ngùng gì. Còn ví dụ như chương trình khiếm thị đi, mình làm là mình làm hết lòng mình. Mình nêu lên để cho người ta cùng về cho tiền người khiếm thị. Người khiếm thị được nhờ, mà bản thân mình có tiền mình cho người khiếm thị, có tiền xe bao tiền xe. Mình làm hết lòng hết dạ. Mình làm gì? Đó gọi là cái tâm hữu cầu tác ứng.
Nên mình làm là Phật ứng cho mình. Mà trong cái nguyện của Phật A Di Đà là chỉ cần mình chân thật mình làm, thì trong cái bổ nguyện của Ngài đã nguyện giúp hết trơn. Nên khi mình làm chân thật là có cảm ứng 100% luôn. Hay lắm quý vị. Nó đòi hỏi là mình tu tịnh độ mình tin đến mức nào, mình tin đến cái trình độ nào. Cái này là cái quan trọng này. Cái quan trọng là lòng tin của quý vị. Lòng tin quý vị đến mức cực điểm chừng nào thì sự an lạc càng lớn chừng này. Có người quý vị càng tin Phật chừng nào là cái sự an lạc càng lớn chừng này. Vì nhớ trong con đường tu quý vị có những sự trở ngại, nhưng sự trở ngại đó nó sẽ giúp cho quý vị rất là an lạc nếu như quý vị tin Phật. Cái này là 100% luôn. Mỗi một lần trở ngại là mỗi một lần quý vị sẽ tăng cảnh giới tu. Đòi hỏi chính quý vị, chính quý vị có thông cái tâm hay không. Thí dụ như giờ như Đức chia sẻ Phật pháp quý vị được nghe thường xuyên, nếu như quý vị không có chân quý, không làm, một ngày nào tự nhiên những Đức ngủ đêm sáng mai hết chia sẻ Phật pháp được, quý vị hết nghe. Tại sao ông thầy không kỳ cục cái trời? Tại vì Phật pháp là giúp chúng sanh, mà giúp được chúng sanh là do chúng sanh có cái duyên phúc đó mới giúp được. Mà họ hết cái duyên phúc đó thì họ khỏi nghe, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Chứ đừng đấy, mình không có trách ai đâu. Còn nếu như mình cung kính, mình biết lắng nghe, mình làm, thì tự nhiên mình có cái phúc đó, mình nghe hoài, mình được ta giúp hoài đó. Nhiều Phật tử người ta gặp, như ta nói ngày xưa người ta lên Đà Lạt có một cái đạo tràng tu, người ta thích, là ta ao ước gì dưới đây có một cái ngôi chùa chuyên tu mà có người hướng dẫn nhiệt tình. Người ta cứ ao ước hoài, mà dưới đây quá nhiều Phật tử, người ta ao ước gì, cái tâm chân thật ao ước gì. Tại vì con mỗi lần con đi lên Đà Lạt, đường xá nó khó đi quá, đường cong cong quẹo quẹo, đường đèo đường núi đi khó vất vả. Nếu mà ở ngay Vũng Tàu này là nó nằm dạng trung tâm thành phố, đến cũng gần, Đồng Nai đến cũng gần, Vũng Tàu đến cũng gần, rồi các tỉnh thành khác đi đến đây cũng tiện. Nhiều người ta ao ước quá thì tự nhiên có ba đâu đến. Thứ ba ở đâu đến, hiểu không? Đến hướng dẫn quý vị tu, hiểu không? Là cái tâm ao ước và cái tâm chân thật ao ước là hữu cầu tác ứng, ứng là đến để giúp mình. Thì tự nhiên ở đây giờ hình thành ba bốn đạo tràng cho quý vị tu luôn, phải không? Đó, đó là cái tâm chân thật của mình nó sanh cái phước duyên, nó mới có được cái duyên gì. Thì bây giờ hòa thượng này xây chùa, mình cảm ơn hòa thượng vô cùng, có ngôi chùa mình mới đến đây mình tu được. Bây giờ mình hướng dẫn Phật pháp được mà người đến đây được, mà không có ngôi chùa này vì ngồi ngoài nắng hả, ngồi ngoài mưa sao được, cũng không được luôn. Nó, thì Phật ở đâu cũng có Phật, nhưng mà vì sao mình về chùa? Vì về chùa tập thể đông, cái tâm cảm ứng với Phật mạnh, còn một mình cảm ứng yếu, hiểu không? Cảm ứng yếu là do cái tâm của mình nó không có đủ lực, nên phải dùng nhiều người để cộng lực để cảm ứng với Phật, cảm ứng đạo giáo. Nó bây giờ quý vị coi, bữa nay mình thứ bảy à, thấy không? Là mùng 2 phải không? Mình còn coi 6 ngày nữa. Là ngay chùa mới này là ngay mùng 8 tháng 4 là ngay ngày Phật đản sanh nha. Đó, thì quý vị biết rằng là mỗi một người mình đến mùng 8 tháng 4 ngày thứ 6 thì mình đến mình tu cả ngày, rồi thứ bảy thì bên Đại Tùng Lâm, chủ nhật thì bên Hậu Pháp, có cơ hội tu hoài mà cố gắng. Rồi mình rủ rê nhiều người tu. Ngày xưa mình ngoài đời mình không tu, mình cũng rủ rê đi uống cà phê, đi nhậu tạo nghiệp. Bây giờ mình cũng rủ rê nữa, mà rủ rê đi tu, mình đi đến nhà người ta mình rủ. Hiểu không? Ngồi gặp ai nói chị, có thầy ông tổ chức ba bữa tu, mình cầu ăn người thân mình còn sống, cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình. Mình mới kể cái chuyện nếu ông bà tổ tiên mình chưa siêu khổ lắm, hoặc chị có mang nghiệp phá thai không, hỏi trời các thai nhi nó khổ lắm chị ơi, bây giờ mình đến đó mình tu, mình cầu siêu cho các cháu đi chị. Mình rủ vậy đó, người ta lỡ người ta tu, cái tâm vậy người ta lỡ người ta tu, người ta nghe pháp, người ta nghe pháp cái người ta thấy u sao hay quá, cởi mở tâm tư, cái từ đó là sao người ta tu luôn. Có nghĩa là mình phải làm nền cho người ta đến được vài ba lần, rồi từ nơi đó mà người ta mới đến lại rai 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 rai, rồi tự nhiên người ta biết Phật pháp.
là cái nhân của mình dẫn dắt người ta đi tu. Đúng ra cái duyên người ta có, nhưng mà cái thiện duyên mà đến kém yếu thì mình nung đúc cái thiện duyên đó, là làm giúp cho người ta tăng thượng duyên. Nên những người trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu là giúp cho người ta tăng thượng duyên, để duyên người ta nó dày, để người ta thích Phật Pháp, để người ta tu, để cầu giải thoát. Công đức lớn lắm, à, công đức rất là lớn. Nghĩa là trong cái gì, cuộc đời này mình làm việc Phật Pháp là để tăng thượng duyên thôi. Chứ nhân duyên là người ta có rồi, nhưng mà nó chưa đủ, nên mình phải giúp tăng thượng duyên. Và thượng xây chùa cũng giúp cho mình tăng thượng duyên để mình tu. Những đức chia sẻ Phật Pháp cũng giúp tăng thượng duyên cho mình tu. Còn quý vị trưởng đoàn cũng làm tăng thượng duyên cho người ta tu. Có nghĩa là mỗi người đều giúp cho mình tăng thượng duyên. Rồi nghe Pháp mỗi ngày, nhất là cái lần giảng thứ 6 này nè, câu ai Phật niệm đến cùng nè, với bài quyết chí cái này dữ lắm nha. À, lên đô hả? Nó có nghĩa là quý vị nên nghe đó, mỗi ngày đó, mà nó hừng hực luôn. Mà nghe xong rồi tội bao nhiêu nỗi buồn trong cõi lòng tự tan biến. Tan biến liền. Nó không biết nó biến đi đâu. Biết nỗi buồn nó tan biến đi đâu không? Nó biến đến cái người buồn. Cái người nào buồn là buồn nó đến người tìm người đó đó. Nên cái người mà phiền não, phiền não mà gọi là bồ đề gai. Mà gai là quý vị biết cái trái gì không? Sầu riêng. Hiểu không? Phiền não là sầu riêng. Tại vì quý vị phiền não, bị khó chịu nên không ai thích đến gần quý vị, nên quý vị buồn, quý vị buồn riêng lẻ, không ai giúp đỡ nên gọi là sầu riêng. Còn nếu như quý vị là người hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ, khoan dung tha thứ, thì quý vị có buồn thì có người đến giúp đỡ, gọi là sầu chung. Hiểu chưa? Nên mỗi người mình á, thà buồn khổ mà có người giúp đỡ, chia mỗi người miếng thì sầu chung ngon hơn sầu riêng. Cái này sao nói nó có lý nha quý vị. Mà công nhận không, quý vị thấy cái người mà khó chịu câu có, cái mặt đi đâu chầm chầm chùa ủ, quý vị thấy ai thích không? Thì thích người đó không? Ai thích người đó đưa tay coi. Không có ai thích người khó chịu hết trơn á, phải không quý vị? Mà cũng không thể nào mà quá cái gì cũng dễ được. Dễ quá nó cũng hư. Nhưng mà làm sao nội tâm mình nó an lạc, tâm mình nó vui vẻ, hoan hỷ. Mình là người tương lai về cực lạc mà. Thế giới cực lạc ai cũng muốn về, chứ gì người ta vui, người ta hoan hỷ. Nên mười phương khắp pháp giới muốn về. Bây giờ quý vị nói thầy ơi thầy, con nghiệp con nó nặng dữ lắm thầy ơi thầy. Bây giờ không biết làm cách nào để mà nghiệp này nó tiêu á thầy ơi. Những đức nói niệm Phật và biết cười thì nó tiêu. Mình tu mà cái nghiệp mình tiêu lại bị kiểm nghiệm qua cái tâm biết liền à. Quý vị ngày xưa quý vị khó tính, câu có bực bội, đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý, đi đâu cũng cầm theo trái sầu riêng. Nhiều bà đây cầm sầu riêng lắm nè. Đi đâu cầm sầu riêng theo chứ nha. Quý vị thấy sầu riêng không? Cái trái sầu riêng không ít, không ai dám ôm. Đây ví dụ như cái cuốn sầu riêng đi, người ta giỏi lắm, người ta lỡ người ta cầm cái cuốn ta từ từ lắm nha, người ta nhắm ngay cái cuốn, người ta dịnh. Sầu riêng mà nên cầm cũng cẩn thận nữa đúng không? Còn cái vụ như cái loại trái gì thơm to, người ta ôm vô người, người ta xách đi, người ta ôm đi đúng không? Còn sầu riêng ít ai dám ôm, nó gai nó đâm thấy mồ ôm gì. Nên cầm từ từ cầm để xuống. Sầu riêng mà, đúng không? Đó đó thấy chưa? Nên mỗi một con người mình á, mình tu mà mình chuyển cái nghiệp là mình kiểm qua cái tâm mình sẽ biết à. Mình ngày xưa mình khó khăn chằng ai, mình giận hờn lâu còn hơn cái gì. Mình giận, mình trách, mình khó khăn, khó chịu. Rồi mình không vừa lòng, không vừa ý. Rồi mình nặng nề lắm. Rồi mình giống như bắt buộc người ta phải theo cái ý của mình, quyết định dữ lắm. Mà mình sai mình cũng nói tôi không phải theo đâu đi. Hiểu không? Cái ý, cái tính tình của người mình đó là khó, khó khăn mà không chịu nhìn lại mình. Mình ví dụ như mình quyết định nó cũng đúng, nó cũng lợi ích rồi. Nhưng có những cái mình là người phàm phu, có những cái quyết định của mình nó cũng có sai. Nên mình nên chấp nhận, nói thôi cái này tôi quyết định hơi quá đáng, thôi được rồi,
thấy cái đó được thì mình điều chỉnh lại. Mình tu vậy có nghĩa là mình chuyển nghiệp rồi, mình chuyển nghiệp rồi đó. À, còn ngày xưa là mình không có chịu, mình là lỡ nói lên rồi mình nói không được, biết sai nhưng mà lỡ nói không có sửa được, sửa lại kỳ lắm, ngại lắm, đúng không? Đó là cái nghiệp nặng. Nghiệp nặng là do bám chặt không buông ra. Còn cái nào đúng thì mình thì tiến. Còn cái nào mình thấy nó không đúng thì mình nói phàm phu mà phải còn sai, thôi tôi thấy cái đó sai à, thôi sửa lại nghe. Thì là mình tu vậy là chuyển nghiệp, mình tu vậy là có tình có lý rồi đó, là dễ thương. À, cái này dễ hiểu lắm. Dễ hiểu ghê. Có bà Phật tử kêu nói: dạ thưa thầy, mỗi thằng thầy giảng con muốn bữa nào xin thầy cho con nói vài câu cảm ơn mấy chị vỗ tay. Hỏi sao rồi? Nó nói là con thì buồn ngủ lắm thầy. Cái giờ mà 8 giờ mấy á, thầy bữa nào thầy giảng mà thầy la sùm lên thì con đỡ buồn ngủ, còn nghe được. Nhưng bữa nào mà thầy giảng nhẹ nhàng mà mấy chị mà không ai vỗ tay là con như quẹp tại chỗ luôn. Nên cô cảm ơn mấy cái chị vỗ tay kế bên. Bà làm rầm rầm, con cũng theo bà rầm rầm. À, ví dụ như mình yếu nhưng mà mình gần cái người mà nó mạnh quá, mình mạnh theo. Giống như mình ăn không ngon nhưng mà mình gặp cái tên nó ăn áp đạn cái bên, nó ăn ngốn 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 cái bên, mình ăn theo quý vị. À, mình ăn theo đó. Ví dụ như mình xấu nghe mà mình gần cái người nó đẹp quá, mình giết mình từ từ mình cũng đẹp. Vì coi, ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật đi, mình niệm giết rồi cái mặt mình cũng đẹp giống Phật. Nói giỡn đâu, dù ngày xưa mình xấu dữ lắm, quý vị thấy những đức bây giờ coi được dữ lắm, giỡn đâu. Đúng không? Là do ngay cái chỗ mình niệm Phật, mình nghĩ tới Phật, rồi mình đem cái tâm của Phật, mình học Phật được chút nào được chút nấy. Mình học viết rồi cái tâm mình nó hiền, rồi nó chuyển cái tướng mình từ từ luôn. Những đức nãy đắp y chết, những đức soi gương thấy mình nay coi cũng được ghê. Rồi soi gương thấy ủa sao nay coi cũng được ghê. Không, mình thấy được á. Hồi đó mà thấy hô hốc mà thấy mặt mày xương sọt không, mà bây giờ viết sao mặt mày cũng tròn trịa mà đắp y, mà tướng đắp y cũng được lắm quý vị. Ngắm nghía mình. Đó, nên mình nhìn tượng Phật và mình nhớ cái hạnh của Phật để mình làm được cái hạnh của Phật. Giống như mình tập cái tượng Bác Hồ là mình tập cái hạnh của Bác Hồ, nên những đức bị ảnh hưởng cái hạnh Bác Hồ ngàn tuổi thì coi. Em có nhiều người nói bộ thầy sao mà thầy đơn giản bị ảnh hưởng Bác Hồ vậy. Nhưng mà qua ngày sinh của bác đúng không? Những đức mua bánh kem cho các cụ ăn. Đó, rồi những đức nói đại chúng niệm Phật hồi hướng cho bác. Mình có cái tâm vậy đó, tưởng nhớ một bậc lãnh tụ đặc biệt, một nhà giáo dục đại tài. Nếu mà nói Bác Hồ là cũng nhà quân sự đặc sắc. Nên đọc lịch sử của bác, những đức có nhiều đoạn xúc động lắm. Tại vì sao? Bác quá gần gũi. Cứ học cái hạnh của Bác Hồ á, là một con người gần gũi, một người thì có địa vị cao mà lại đặc biệt. Thật sự mà nói, Bác Hồ thành tựu được vậy là do gì? Mọi người ai cũng thương bác. Vì thương bác nên bác có thiên hạ. Hiểu chưa? Đâu có gì cá nhân bản thân mình đâu, sống vì mọi người. Nên bên Nhật người ta dịch Hồ Chí Minh đó là Bồ Tát. Hồ Chí Minh là Bồ Tát, đạo đức như là Bồ Tát. Hoặc Bồ Tát thị hiện nhiều cảnh duyên quý vị. Mỗi cảnh duyên giúp người thì thị hiện thôi. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình gặp được cái pháp tịnh độ này, mừng, mừng dữ lắm. Tại vì sao? Vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đặc sắc, cái pháp môn tuyệt vời, cái pháp môn mà cứu độ
con người còn sống tới đấy con người đã chết. Có nghĩa là lục đạo luân hồi tịnh độ này cứu, mười phương pháp giới tịnh độ cứu, nên mười phương chư Phật đều tán thán Phật A Di Đà. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy bên chùa mới bên đây chúng ta tổ chức cộng tu. Quý Phật tử về đây chúng ta tu tập rất là đông. Mỗi tuần mình về đây mình được niệm Phật, nghe chia sẻ Phật Pháp, lễ Phật, phóng sanh cũng đi thực. Mỗi một người mình về đây tu tập như vậy, mình đem công đức, mình có thể hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân mình. Và tất cả những người mình lỡ mang nghiệp phá thai hay gia đình có người mắc từ ông bà cha mẹ, mình về đây mình tu, mình đem công đức hồi hướng để cầu siêu cho họ. Việc này rất là thù thắng. Về đây quý vị có những người ghi giấy cầu an cầu siêu, nhưng khi ở đây rất là đông nên khi mình hồi hướng chung rất là thù thắng. Hồi hướng riêng lẻ không bằng khi chúng ta hồi hướng chung hoàn toàn. Chỉ có mình hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, cái ơn của Ngài xây chùa, mình có nơi nương tựa mình tu. Nguyện cho Ngài có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này, phước báo công đức này, nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Nhờ hưởng được công đức này mà phát Bồ Đề tâm, biết tu hành, biết niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết oan chết ức, hay tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện công đức này hướng cho tất cả những người chết đó, thần thức của họ được sáng suốt tỉnh táo, và nương vào bổn nguyện niệm Phật buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Đức Phật dạy chúng ta quan gia nên giải không nên kết, và từ người sống cũng nên quá giải tâm hận thù. Và tất cả những người chết quan chết ức hay là quán thân trái chủ của tất cả chúng ta khi nghe được Phật Pháp cũng nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cứ đeo đẳng để đòi nợ thì cái khổ đau nó cứ chồng chất sự khổ đau. Hôm nay chúng ta nghe được Phật Pháp nên hướng đến bổn nguyện niệm Phật, nương vào bổn nguyện niệm Phật, Đức Phật A Di Đà Ngài dạy, chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà chân thật niệm và buông tâm hận thù đòi nợ thì nhất định Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như Đặng Phật tự chúng Ngà Kim Thí Nhờ Cung Từ Thực Biển Thẩm Phương Nhất Thiết Phật Tự Công Công Đức Vô Cập Nhất Thiết Ngà Đặng Dự Phật Tự Giai Cộng Thành Phật Đạo Như Đặng Ngũ Tình Chung Ngà Kim Tí Nhự Cung Tự Thực Biển Thẩm Phương Nhất Thiết Hữu Tình Công. Nguyện Dị Tự Công Đức Vô Cập Nhất Thiết Ngà Đặng Dự Hữu Tình Giai Cộng Thành Phật Đạo Như Đặng Cô Hồn Chung Ngã Kim Thí Nhự Cung Tự Thực Biến Thẩm Phương Nhất Tiết Cô Hồn Công. Nguyện Dị Tự Công Đức Vô Cập Nhất Tiết Ngà Đặng Dự Cô Hồn Giai Cộng Thành Phật Đạo Án Một Lụng Lăng Ta Bà Ha Án Một Lụng Lăng Ta Bà Ha Bà Ha Án Ngã Ngã Nắng Tam Bà Và Việt Nhật Ra Hồng Án Ngã Ngã Nắng Tam Bà Và Việt Nhật Ra Hồng Bà Và Việt Nhật Ra Hồng Và
trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Nhiều người chúng ta khi mình đi đến chùa cũng có những người bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, ta đi đến chùa niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp, cởi mở tâm tư. Nhưng vị nhớ rằng là chúng ta đến thế gian này bệnh đạo, bệnh đau, èo ọt, khó nuôi, chết yểu đều là do từ cái nghiệp sát sanh. Nên mình bây giờ nghe đạo nên phát tâm ăn chay trường, ăn chay từ từ mình phát tâm ăn chay trường luôn. Và từ con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết, vì Phật dạy mình bố thí thì giàu sang, mà thí pháp thì thông minh trí tuệ. Còn phóng sanh ăn chay giúp cho người ta bình an thì sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Mình gieo nhân thì mình gặt quả. Bây giờ mình bệnh đau mà bác sĩ chạy này kia rồi, mình nên tập ăn chay niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nên chùa mình lần nào chương trình khóa tu hay lễ này kia rồi xong có chương trình phóng sanh, chúng ta đọc tam quy y xong rồi mình thả những chú chim này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Và cùng thỉnh chư tăng ni và đại chúng chúng ta xuống chay đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.